Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng kéo đến, giàu nhanh chóng mặt. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, để giành chiến thắng trong cuộc đời này, ta sẽ phải trả giá toàn bộ những gì mình có thể. Nó là máu, là mồ hôi, là nước mắt, nó là những tháng ngày phải kỷ luật, kỷ cương, nó là những thời điểm phải mòn đi cái tự trọng của bản thân, phải lì lợm trước những lạnh nhạt của người đời, nhưng đổi lại cái phần thưởng chúng ta nhận sẽ thật đáng để đánh đổi lắm thay. Vấn đề là có bao người có thể kiên trì đến tận cuối con đường. Tổ tiên xưa có câu mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Vì vậy, cuộc sống một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Trong số 12 con giáp có tuổi Canh Tuất được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Tuổi Canh Tuất là con giáp cực kỳ may mắn, theo luận giải tử vi trong tháng 8 âm lịch, các nhà tiên tri chỉ rõ, nếu suốt cả cuộc đời của Canh Tuất tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu. Cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây và trong tháng 8 âm lịch này, tuổi Canh Tuất lưu ý được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ. Tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe, và đặc biệt tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Canh Tuất thân mến, thế giới này từng đen tối với Canh Tuất, nhưng cái tối tăm đấy không phải là vĩnh hằng, rồi trời sẽ lại sáng, rồi trời sẽ lại nắng, rồi mọi sự sẽ lại trong xanh, rồi phía xa sẽ thấy cầu vồng chờ bạn, cho đáng những ngược xuôi, xứng với chiến đấu can trường của Canh Tuất suốt những ngày dài. Rồi một ngày Canh Tuất sẽ được yêu, rồi một ngày Canh Tuất sẽ được thương, rồi một ngày Canh Tuất sẽ được quan tâm, rồi một ngày Canh Tuất sẽ không còn cô độc, rồi một ngày Canh Tuất sẽ hiểu cái gì xảy ra là gì nó cần phải xảy ra. Nó có thể khiến Canh Tuất mệt mỏi đôi chút, khiến Canh Tuất suy tư dài phần, nhưng tất cả là để kiện toàn hoàn mỹ. Cái bức tranh vĩ đại của nhân sinh là sự chuẩn bị cho những điều cát lành mà Canh Tuất xứng đáng được hưởng sau bao nhiêu ngày vất vả ngược xuôi, nên hãy cứ khóc đi. Nếu Canh Tuất đang chán nản, hãy cứ cười lên. Nếu Canh Tuất thấy cay đắng, rồi cứ bình lặng đi. Khi bị hoang mang phủ đầy tâm trí thì càng là lúc tối tăm tuyệt vọng, cũng tức là thời điểm ánh sáng đang cận kề rồi. Đừng để nỗi đau ở quá khứ hay cái không rõ ràng, sợ hãi về tương lai phá hỏng sự yên bình và kiên của bạn ở hiện tại. Và nhớ rằng không ai có thể truyền lửa hay động viên hay tiếp sức, tiếp lời cho Canh Tuất mỗi ngày cả. Kỷ luật là thứ mà Canh Tuất bắt buộc phải duy trì, để đợi lấy ngày ngẩng đầu nhìn trời quang minh gửi đến Canh Tuất, một người đang bần thần lạc lối, mọi việc rồi sẽ ổn mà thôi. Tuổi Canh Tuất tức những người sinh năm 1970 thuộc hành kim trong ngũ hành với thiên can canh, mang tính chất của kim, biểu trưng cho sự cứng cỏi kiên định và công bằng. Kết hợp với con giáp tuất biểu tượng của lòng trung thành, chính trực và trách nhiệm,
Tuổi Canh Tuất là sự hòa quyện giữa sự mạnh mẽ của ý chí và lòng trung nghĩa. Người tuổi Canh Tuất thường có tính cách trung thực, công bằng và đầy tinh thần trách nhiệm. Họ là những người sống có nguyên tắc, luôn giữ vững lập trường và không dễ bị dao động bởi những tác động bên ngoài. Thiên can canh giới yếu tố kim giúp họ có sự mạnh mẽ, quyết đoán và khả năng xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Họ luôn đứng vững trước khó khăn, không ngại đối mặt với những thử thách để bảo vệ những điều mình tin tưởng. Những người tuổi này thường rất trung thành và tận tụy. Họ coi trọng mối quan hệ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, luôn sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. Con giáp Tuất mang đến cho họ lòng nhân ái và sự chân thành, giúp họ dễ dàng chiếm được lòng tin và sự tôn trọng của những người xung quanh. Họ luôn giữ lời hứa và không bao giờ quay lưng với những người mà họ yêu quý. Tuy nhiên, người tuổi Canh Tuất cũng có thể trở nên cứng nhắc và bảo thủ. Sự kiên định và tinh thần nguyên tắc của họ đôi khi khiến họ khó tiếp thu những quan điểm khác biệt hoặc thay đổi cần thiết. Họ có thể quá tập trung vào việc bảo vệ chính kiến mà bỏ qua sự linh hoạt cần thiết để thích nghi với tình hình mới. Điều này có thể làm họ trở nên cô lập hoặc gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Canh Tuất hiểu rằng sự trung thực và tinh thần trách nhiệm là những giá trị cốt lõi của mình, nhưng cần phải đi kèm với sự linh hoạt và lòng khoan dung. Họ nhận ra rằng, để thực sự phát triển và hạnh phúc không chỉ cần có một lập trường vững vàng mà còn phải biết cách lắng nghe và thấu hiểu người khác. Họ học cách mở lòng, chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng những quan điểm mới, từ đó cải thiện bản thân và xây dựng những mối quan hệ bền vững. Người tuổi Canh Tuất cũng hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là về việc tuân thủ nguyên tắc và bảo vệ chính kiến, mà còn là về việc học hỏi và trải nghiệm. Họ biết cách tìm niềm vui trong những mối quan hệ xung quanh, đồng thời học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ hiểu rằng sự bình yên và hạnh phúc thực sự đến từ lòng khoan dung và sự thấu hiểu, từ việc chấp nhận những điều không hoàn hảo và tìm cách làm tốt hơn mỗi ngày. Trong các mối quan hệ, người tuổi Canh Tuất luôn cố gắng duy trì sự chân thành và trung thực. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững, cần phải có sự tin tưởng, tôn trọng và đồng cảm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi Canh Tuất với sự kết hợp giữa sự kiên định và lòng trung nghĩa là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trên con đường nhân sinh, người tuổi Canh Tuất không chỉ trung thực và quyết đoán, mà còn biết cách giữ vững giá trị bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Canh Tuất, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và trọn vẹn. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, trong tháng 8 âm lịch 2024. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ tiết khí Bạch Lộ, kết thúc tại Hàn Lộ, còn được gọi là tháng Quý Dậu. Lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ. Sau Bạch Lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dựng kim sinh thủy, nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt. Những mệnh kỵ kim và kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi. Tử vi người tuổi Canh Tuất tháng này gặp vận tương hại, chú ý bị kẻ khác hãm hại, chơi xấu, nên cần phải cảnh giác. May mắn nhờ có bách diệt cát tinh, nên vận sự nghiệp tài chính sẽ được cứu với phần nào. Đặc biệt là cát tinh thiên y cũng góp phần chèo chống cho con thuyền tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất nên tích cực hành thiện tích đức, cư xử khiêm nhường để cải thiện vận thế của mình. Nhìn chung, tổng quan thì tử vi nhận định người tuổi Canh Tuất ít gặp được may mắn trong tháng 8 âm lịch này. Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, Canh Tuất cần phải cẩn thận từng đường đi nước bước, nếu không dễ phải chịu thiệt hại về danh tiếng. Lợi ích cuộc diện tương hại đem tới nhiều tác động xấu cho những người làm công ăn lương. Tuổi Canh Tuất không nên quá cả tin hoặc đặt trọn vẹn niềm tin vào bất cứ ai tại thời điểm này. Dù là bạn bè thân thiết hoặc người thân cũng có thể trở mặt quay lưng với bạn vì lợi ích riêng của họ. Trên phương diện tài lộc, hãy cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Dù Canh Tuất không có lòng hãm hại, nhưng đề phòng người khác là điều cực kỳ cần thiết. Thời điểm này, tốt nhất nên tập trung vào các công việc của mình và hoàn tất những dự án còn dang dở, không nên vội vàng tiến hành những dự án mới. May mắn là phương diện tình cảm lại đem tới tin vui cho bản mệnh tháng này. Đào hoa nở rộ, người độc thân nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới. Tuổi Canh Tuất có thể mở lòng và thử trò chuyện với mọi người, có khả năng sẽ tìm được người phù hợp.
Quý cô bác tuổi Canh Tuất thân mến, thời gian qua cô bác đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này, thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới cô bác một lời an ủi chân thành. Mong quý cô bác luôn giữ gìn sức khỏe trên trần đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý cô bác nhé. Vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý cô bác. Quý cô bác hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý cô bác. Tiếp theo, ngay sau đây xin mời quý cô bác đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất cho thấy bản mệnh phải chịu sức ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại trong tháng 8 âm lịch này, khiến mọi việc tiến triển khó khăn, thậm chí liên tiếp gặp phải cản trở do kẻ xấu cố tình hãm hại. Thời điểm này, tốt nhất Canh Tuất nên tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, không nên nghe theo lời rủ rê, xúi dục của người khác. Dù là người Canh Tuất tưởng chừng thân thiết, cũng có thể quay lưng tìm cách hãm hại Canh Tuất, vì muốn kiếm lợi ích cho riêng mình. Khi nghe thấy những lời khích bác và những tin đồn vô căn cứ, Canh Tuất cần phải giữ được lý trí của mình, nếu không rất dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, gây ảnh hưởng tới danh tiếng mà bản mệnh đã gây dựng suốt bấy lâu nay, bị kẻ khác đạp đổ, ăn hoặc cướp mất công lao. Với người có chức có quyền, bản mệnh chớ nên nảy sinh tâm lý kiêu ngạo và nóng nảy, dễ dẫn đến hành sự bất cẩn, đưa ra quyết định sai trái, gây ảnh hưởng đến tập thể. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay nếu thấy mình có xu hướng hành xử như vậy. Canh Tuất dù tiến triển tốt nhưng không được chủ quan, vì vận ngũ hành kim sinh thủy khiến cục diện của người tuổi Canh Tuất không có quý nhân nào che chở. Công việc không thuận lại do không có người hỗ trợ đưa đường chỉ lối. Bách diệt là một cát tinh nhỏ, không đủ sức để hỗ trợ cho người tuổi Canh Tuất trong tháng này. Tháng này thiên cẩu hung tinh cận kề, đây là điềm báo cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ xã giao, bị tiểu nhân lừa gạt, chơi xấu mà không hay biết. Tốt nhất Canh Tuất nên học cách nhìn người, cũng tập cho mình đừng quá tin lời người khác, mà cần phải tự kiểm chứng thông tin. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất cho thấy vận trình tài lộc cũng khá bất ổn, khi các khoản thu vào không được như dự tính, mà các việc cần phải bỏ tiền ra chi tiêu vẫn ập tới hàng ngày. Bản mệnh nên hạn chế việc đó vốn đầu tư hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh trong tháng này. Nhiều nguy cơ mà bạn chưa lường trước được đang đình rập, vì thế tốt nhất bạn nên dành thêm thời gian để chuẩn bị thêm các yếu tố nhân lực và vật lực, đồng thời chờ đợi một cơ hội phù hợp hơn sẽ đến với mình. Đối thủ cũng dễ đưa ra những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh. Canh Tuất không thể cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người khác, làm việc gì cũng cần phải thận trọng, tránh để xảy ra lỗi sai, thậm chí làm việc phạm pháp để người khác nắm đằng chui. Những người mới bước vào những lĩnh vực mới cần cẩn thận khi đưa ra những quyết định. Tuổi Canh Tuất cũng không nên mở rộng công việc làm ăn trong tháng này. Bản mệnh cần nắm rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu, chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường. Nếu quá nóng vội, Canh Tuất sẽ đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa. Trước hết hãy hoàn thành cho tốt các dự án còn dang dở. Nếu có thời gian rảnh thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Trong tháng tài lộc không được thuận lợi cho lắm, vẫn kiếm tiền không có quý nhân che chở nên tương đối vất vả. Tuổi Canh Tuất nên tận dụng sức mạnh các lợi từ thiên y và bách diệt để cải thiện vận tiền nong của mình. Thiên y sẽ đem tới tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ. Nếu Canh Tuất có thể tận dụng được những ưu điểm này vào công việc thì vận tài chính sẽ được cải thiện. Thiên y cũng ngụ ý sức khỏe tốt, không bị bệnh tật quấy nhiễu. Người tuổi Canh Tuất cũng không phải lo lắng về việc tốn kém tiền bạc về bệnh tật hay sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp thì thấy rằng người tuổi Canh Tuất không gặp phải vấn đề nào quá đáng ngại trên phương diện sức khỏe. Dù tháng 8 âm lịch này phải đối diện với nhiều điều không mong muốn, nhưng may mắn là Canh Tuất vẫn có đủ sức khỏe và ý chí để đối diện. Đừng bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Tuổi Canh Tuất nên dành thời gian để nghỉ ngơi,
và rèn luyện thể dục thể thao khiến tinh thần sảng khoái hơn, cũng như giúp nâng cao sức khỏe. Khi gặp những chuyện không như ý muốn, tuổi Canh Tuất cũng đừng nên suy nghĩ quá bi quan. Hãy chấp nhận những gì mình gặp phải, từ đó mới có lối suy nghĩ tích cực hơn, không dằn vặt bản thân vì những điều không đáng, khiến bản thân mệt mỏi. Tháng 8 âm lịch này, người tuổi Canh Tuất bước vào tiết khí Bạch Lộ, khí trời trở nên khô hơn, sự thay đổi giữa nóng và lạnh chênh lệch khá lớn, lúc này dương khí thu gọn, chuyển sang trạng thái giấu mình. Người tuổi Canh Tuất nên ngủ sớm để dưỡng phổi, khí thuận theo đất trời, để sức khỏe được cải thiện. Buổi sáng thì dậy sớm một chút, hít thở không khí trong lành, để thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể. Thói quen này sẽ giúp người tuổi Canh Tuất rèn luyện công năng xương khớp của cơ thể. Ngủ sớm, dậy sớm sẽ giúp người tuổi Canh Tuất dưỡng huyết khí để phòng bệnh tật. Xét về phương diện tình duyên gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch. Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, may mắn là trên phương diện tình cảm lại có nhiều tin vui báo về, đặc biệt là đối với người độc thân các tính bách diệt xuất hiện, giúp cho đường tình duyên của bạn có đạo hoa nở rộ. Thời điểm này, Canh Tuất có thể nhận được sự chú ý của một vài người xung quanh. Nếu thấy có thiện cảm với ai, thì Canh Tuất nên cho người đó cơ hội. Hãy giữ những suy nghĩ lạc quan và tích cực trong chuyện tình yêu. Bởi khi có người yêu thương, Canh Tuất sẽ có người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với bạn, cùng bạn đối diện với khó khăn và vượt lên trên nghịch cảnh. Nếu trong lòng đã có sẵn một bóng hình của ai đó, thì Canh Tuất cũng nên chủ động bày tỏ tình cảm hoặc tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Tuổi Canh Tuất không cần phải nói những lời hoa mỹ, chỉ cần bày tỏ lòng quan tâm chân thành bằng những hành động cụ thể thì đối phương ắt sẽ cảm động. Với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp Canh Tuất có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống. Nếu có thời gian rảnh, tử vi khuyên hai người có thể tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng, tạo thêm cho nhau những kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên, tháng này điềm báo có kẻ đố kỵ nên bày mưu chia rẽ tình cảm của gia đình. Vì vậy, Canh Tuất hãy luôn sáng suốt, trân trọng những cái mình đang có, biết rằng không ai là hoàn hảo cả. Vì vậy, hãy cảm thông vì cái chung thì hung hà mới không ảnh hưởng, mỗi cá nhân phải biết hy sinh thấu đảo, không hơn thua đúng sai thì mới mong hạnh phúc và lâu in ấm và trọn vẹn. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác tuổi Canh Tuất đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Canh Tuất sinh năm 1970? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần, cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ ra sao. Tất cả sẽ được kênh Minh Đường tử vi dán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Canh Tuất trong tuần này là phúc hay họa, là may hay rủi đều tùy thuộc vào thái độ của Canh Tuất. Nhìn chung Canh Tuất không may mắn, nhưng cuộc đời luôn có ẩn số trong cái rủi có cái may. Nếu biết tận dụng tốt cơ hội thì chỉ một chút may mắn nhỏ nhoi cũng đủ để bản mệnh thành công vang dội. Tuần này có thiên quan họa về sự nghiệp, đường thăng chứ bất lợi, bị người khác cạnh tranh rất gay gắt. Nếu bi quan, Canh Tuất sẽ thấy điều này thật xui xẻo. Nhưng ở một khía cạnh khác, cạnh tranh càng lớn thì cơ hội để mình bứt phá càng nhiều. Lúc này hãy vận dụng tài trí của mình để trở thành ứng viên xuất sắc nhất. Tài lộc trong tuần không tốt, nhưng nếu nói là tốt thì còn kém xa. Tuổi Canh Tuất không có tài tinh, lại thêm tiểu hao đòi tiền, kiếm ra không bao nhiêu lại phải tiêu đi mất. Nhưng tuần này là tuần tuổi Canh Tuất có lộc từ người thân, có thể người nhà sẽ trợ giúp về tài chính, giúp Canh Tuất thoát khỏi khó khăn, đói kém, nên không quá đáng ngại. Chuyện tình cảm trong tuần này bình thường, đối với người đang yêu thì chỉ bình bình, còn độc thân thì tiếp tục duy trì trạng thái như cũ. Chỉ có một điểm tiến bộ là Canh Tuất khá chăm chút ngoại hình, sống cởi mở và phóng khoáng hơn, nên nhân duyên dượng cũng tăng, có chiều hướng phát triển tích cực. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số may mắn 64, 58, 39 và 12. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970,
tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp báo rằng, người tuổi Canh Tuất hãy đề phòng ngũ quỷ làm loạn, tiểu nhân quấy phá, sức khỏe yếu kém người ta trong tối, Canh Tuất ngoài sáng, nên chắc chắn là khó đối phó hơn nhiều, cần thủ thế phòng bị, chuẩn bị trước đường hướng để bản thân không bị động. Công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mà đồng nghiệp bất hợp tác, cấp trên dè chừng, thiếu tin tưởng. Thời gian trước Canh Tuất đã phạm sai lầm nên bây giờ để lấy lại lòng tin là cả một quá trình khó khăn, vừa phòng tiểu nhân, vừa thực hiện tốt công việc của mình, không phải là điều dễ dàng. Chuyện tình cảm trong tuần này ổn định hơn, dù có người gièm pha, quấy phá có sao thiên đức hòa diệu nhanh chóng xua đuổi những hiểu nhầm không đáng có và kết nối hai người lại với nhau. Tuy rằng mối nguy không lớn, nhưng bản mệnh vẫn nên chú tâm bồi dưỡng, dùng đắp mối quan hệ của mình, tránh lơ là mà rạn nứt. Tuổi Canh Tuất tích cực tập luyện thể dục, thể thao, không chỉ tốt cho thân thể và tăng cường sức đề kháng, mà còn giúp bạn mạnh mẽ hơn, mang lại sự hưng phấn dồi dào và ý chí của quyết đoán, có niềm tin vào chính mình. Đây là điều kiện cực kỳ quan trọng để phát huy năng lực đối phó với những khó khăn trước mắt. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, đỏ. Con số may mắn: 35, 22, 67, 90, 83. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất trong tuần tới gặp âm sát chủ về đố kỵ, gian xảo, tiểu nhân chèn ép, đó là dấu hiệu xấu cho vận trình của bạn, nhất là về đường tình cảm và nhân duyên. Quan hệ xã giao, có những mối quan hệ tưởng chừng đang yên ả tốt đẹp nhưng lại đột ngột tan dở, quay ra đấu đá lại bản mệnh khiến bạn dở khóc, dở cười. Công việc trong tuần này may mắn là ổn hơn, vì tuổi Canh Tuất tương đối tự chủ, tự mình nắm vững những đầu việc trong tay, nên sau chút bối rối ban đầu, rất nhanh đã lấy lại được nhịp độ. Tuy nhiên, là cũng sẽ mất công, mất sức gây giận lại khá nhiều, nên phải bận rộn làm thêm giờ, tăng ca suốt tuần. Trong tuần có thái âm là quý nhân luôn dõi theo và giúp đỡ bản mệnh về mặt tinh thần, chủ yếu là nữ giới lớn tuổi, người này có thể giúp về vật chất nhưng ít thôi. Còn lại sẽ an ủi và chia sẻ, đưa ra lời khuyên và quan trọng nhất là cùng bạn giữ vững ý chí, khi có khó khăn sẽ nâng đỡ tuổi Canh Tuất hướng về phía trước. Sức khỏe trong tuần không ổn, một mặt vì ảnh hưởng của âm sát quá mạnh, nên bản mệnh dễ gặp gia chạm, chấn thương, tai nạn. Mặt khác vì làm việc bận rộn khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức. Từ giữa tuần trở đi đã cảm thấy đuối, đến cuối tuần thì hoàn toàn sập nguồn. Tuy công việc quan trọng nhưng mỗi ngày bản mệnh hãy dành 30 phút tập thể dục để thư giãn cũng được mà, đừng liều mạng quá. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn: trắng, xám. Con số may mắn: 22, 70, 91, 40, 34. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới có thể thấy, tuổi Canh Tuất cần sẵn sàng nên đón một tuần hung nhiều cát ít, người xấu vô số, còn người tốt lại chẳng có bao nhiêu. Bạn đơn thương độc mã tiến lên, vận trình do một tay mình chèo chống, không có quý nhân giúp đỡ, người thân và bạn bè chỉ có thể an ủi tinh thần chứ không thể trực tiếp tương trợ. Cô thần cũng báo rằng, bạn cô đơn trong chuyện tình cảm, chăn đơn, gối chiếc, dù đang yêu hay còn độc thân. Như vậy, cuộc sống của con giáp này trong tuần tới chính là chuỗi ngày một mình tự làm, tự hưởng, tự an ủi chính mình, tuy buồn nhưng nhất định phải chống đỡ đến cùng nhé. Trong tuần có một chút điểm sáng về tài lộc, vì thiên tài ưu ái, dẫu không nhiều nhưng tuổi Canh Tuất khéo tận dụng một chút là có thể thu về khoản thu nhập rất nhiều là đằng khác. Đầu tư bên ngoài, làm nghề tay trái hoặc nhanh tay kiếm lợi từ thị trường sẽ làm tiền rủng rỉnh, đỡ buồn hơn bao nhiêu. Dù không có ai nhưng vẫn có tiền bên bạn mà. Bản mệnh hãy dành thời gian quan tâm tới bản thân nhiều hơn, học hỏi những điều mới mẻ, thực hiện sở thích của mình, hoặc tới một vùng đất mới. Tuổi Canh Tuất đang trong những tháng ngày cần lấy lại cân bằng, nên những hoạt động đó giúp bạn định hướng cuộc sống của mình một cách tốt nhất, để có cảm hứng sống trở lại. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. Con số may mắn: 59, 60, 67, 82.
Bí quyết cải mệnh của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch này. Người xưa đã trải qua cả đời người để đúc rút kinh nghiệm truyền lại cho ta, họ lại càng hiểu rõ tài vận của đời người là đến từ đâu, nên mới nhận định việc giàu sang phú quý không đơn giản đến từ nỗ lực hiện tại mà thành. Nghe tới từ mệnh, ta hay nghĩ đó là do trời ban. Thế nên mới có câu sống chết có số, phú quý do trời, trong mệnh chỉ có 8 phần đấu, thì dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể làm đầy được cả đâu. Theo đó, ta tin rằng ai cũng có mệnh của mình, và vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Mạnh Tử từng nói: Bạc chi vi, nhi vi giả thiên giả mặc chí, trí nhi chí giả mệnh giả. Việc mình không cố ý làm mà thành đó là do ý trời. Vậy việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới đó là do mệnh trời. Vậy nói là trời định cũng là để hình dung rằng việc này khó thay đổi. Mọi thứ diễn ra theo tự nhiên ta không thể tác động. Thực ra bản chất của mình lại là do chính chúng ta tạo ra từ muôn kiếp trước, ngàn đời trước, mà ta chẳng thể nào nhớ nổi. Đó chính là nhân cách chằng chịt từ kiếp này sang kiếp khác, tạo thành quả chắc chắn khó lay chuyển, thay đổi ở trong kiếp này. Vì thế, nếu ta có cố gắng đi ngược lại trở nên tham lam, dơ ghét của cải của mọi người về mình, sẵn lòng hại người, bất chấp luân thường đạo lý để khiến bản thân giàu có, thì đó cũng là thứ tạm bợ. Nếu có đạt được thì sẽ có lúc gặp họ và tiền bạc tiêu tan hết. Người xưa tin rằng, toàn bộ tài sản của con người có được trong cuộc đời này là vì phúc báo mà có, chúng cũng là đã được định sẵn từ trước. Một người có nhiều của cải, hơn nữa phải có đức hạnh thì của cải ấy mới được lâu dài. Thực tế là những ai giàu trong một đêm thì người đó không thấy tiếc tiền khi mua sắm so với tiền do sức lao động của mình làm ra. Họ có dung tiền cho bất cứ việc gì cũng không thấy xót xa. Những đồng tiền ấy nhanh đến và nhanh đi. Điển hình nhất đó là nhiều người trúng số độc đắc nhưng không hạnh phúc. Ngược lại, cuộc sống lại trở nên tồi tệ hơn, bởi vì cuộc sống không có đường tắt, hạnh phúc phải được vun đắp từng bước mới thành. Nên hiểu rằng bản thân chỉ bê được hòn đá 5 kg, nhưng tham lam bê viên 20 kg thì cẩn thận nó rơi gãy chân. Cuối cùng chỉ vì không biết lượng sức mà tự gây tai ương cho mình. Muốn tham lam trục lợi, ắt hẳn chẳng thể dài lâu. Đúng là nghị lực cũng là một yếu tố quan trọng để cải thiện vận mệnh, nhưng thực ra trong phạm vi một kiếp thì cũng cải thiện ở một mức độ nhất định, khó có thể vượt quá ngưỡng. Tuy nhiên, người nào lúc đầu có nhiều phước về tiền bạc cũng đừng vì thế mà chủ quan. Nếu trở nên lười nhác, không lo làm ăn, không làm mà có ăn thì tiêu hao hết phước lúc nào không hay, cuối đời nghèo khó cô độc. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.